Rồi, ok, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Đồng Hỏi Triều. Và nếu đang đầu tiên các bạn đến với kênh YouTube của chúng mình thì có thể bấm lại ngay một nút chuông của đăng ký bên cạnh. Chúng mình sẽ có rất là nhiều nội dung video hay và các lời chờ các bạn phía sau nhé. Thì video trước thì mình có ngâm nước bộ dây này rồi và mình có nói là những thông tin chi tiết về nó là một dây Masamu tới từ thương hiệu Hermes Việt Nam. Thì ngâm nước rồi, mình có phân tích rồi thì mình có hứa là mình làm một bài để cắt bộ dây này ra luôn, để xem là bên trong nó sẽ có gì. Và khi ngâm nước như vậy thì cắt ra bên trong thì nó sẽ có những vật dụng gì nó thay đổi hay không. Thì bây giờ chúng ta cùng nhau tiến hành cắt toàn bộ dây này ra luôn nha. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ cho các bạn xem nha. Bộ dây này cũng còn nguyên vẹn. Đấy, chỉ là mới ngâm nước thôi. Rồi, thay vì những cái clip bình thường thì anh Thảo hay cắt ngang thì mình không thích cắt ngang đâu. Mình thích cắt dọc thế này cơ. Cắt dọc thì các bạn sẽ thấy rõ hơn về vật liệu bên trong hơn chứ nhờ. Đấy, cũng khá là chắc đấy. Đấy, đây là những cái phần mà chi tiết bên trong bộ da. Các bạn sẽ thấy không? Đây là cái công nghệ mà họ nói là họ gọi là full lực nè, full stretch. Đấy, nó sẽ gập đôi cái phần da này lại cuốn vào bên trong thì nó sẽ giúp cho cái bản dây này nó chịu lực được tốt hơn so với phần mà dây da mà họ dùng một lớp và họ sẽ lạng nó mỏng đi và gập lại. Thì đây nó sẽ có hai lớp rõ ràng luôn, rồi sẽ thấy độ dày nó nằm đây rất là rõ ràng. Ở ngoài thì các bạn sẽ có bộ dây da nè, rồi bên trong chúng ta sẽ có một cái lớp lót và họ đính keo rất là chặt. Đấy, điển hình là khi mà mình vuốt như thế này là các bạn sẽ không thấy được cái sự tách lớp giữa gọi là cái phần da bên ngoài và những cái lớp đệm bên trong. Cái việc này họ dán keo rất là kỹ thì cái việc này nó sẽ giúp cho các bạn tránh được rất là nhiều trong vấn đề nó sẽ không bị hút nước nhiều quá nè, bởi vì nó liên kết cố định mà. Đấy, chẳng qua là những cái phần mà lúc ở video mình ngâm nước mà mình vẽ cong á, nước nó bị thoát ra là do là cái phần lót bên trong này nó bị đục xuyên qua và nó thấm nước rất ít thôi. Còn lại thì bên trong này mình thấy hoàn toàn là khô ráo, mình ra vào hoàn toàn là khô rang luôn, không vấn đề gì cả. Đấy, còn bên này thì như thế nào thì nó hoàn toàn tương tự thôi, thì đây là quá trình ta cắt đôi mà. Rồi, họ ép keo khá là chặt. Cái việc này nó sẽ giúp chiếc đồng hồ chúng ta bền hơn. Một chiếc đồng hồ á, mà nó có tạo form bền hay không, nó có ngon hay không, nó xịn hay không, thì một phần nữa là do cái lớp lót bên trong này nè. Bởi vì cái lớp lót bên trong này thì theo mình tìm hiểu thì Masamu họ sử dụng vật liệu là của Nhật và của Đức. Đức hình như là một cái thương hiệu là Hans & Hop gì đó, thì nó gọi là độ bền tuyệt đối về phần mút bên trong này. Thì phần mút bên trong này độ bền nó được thể hiện qua cái việc là chúng ta đeo lâu ngày á, nó sẽ tạo foam và cái foam nó sẽ giữ nguyên luôn, nó không hề biến chất, biết dạng, xẹp đi hay bất kỳ cái tình trạng nào gãy đứt gì cả. Đấy, rất là gọn gàng. Nói chung là về độ bền bộ dây da này cắt ra rồi, mình test thì mình cảm thấy cũng khá là ưng ý đó. Rồi, khi mình nhúng như thế này thì nó cũng không hề có hiện tượng mà tách lớp ở đây. Mình cũng khá là tiếc bởi bộ dây này còn brand new mà mình cắt như thế này thì gần như nó bị mất đi giá trị, là không còn giá trị sử dụng nữa. Và cái này chỉ để là trưng bày chơi cho vui thôi, để bạn xem là vật liệu bên trong như thế nào. Rồi, và theo yêu cầu của nhà sản xuất thì mình sẽ cắt nó thêm để xem nó còn có cái gì nữa. Mình sẽ cắt xéo đi để xem là cái mặt cắt xéo của vật liệu nó như thế nào đi. Thì nó cũng làm khá là chắc, tương tự nó cũng không tách lớp, mặc dù mình tách nhỏ rồi nè. Thì những cái đầu này nó cũng không hề có hiện tượng mà nó tách cái lớp. À, bắt đầu tách rồi đấy. Mình lọc qua luôn đi để xem như thế nào. Ô, chỉ cũng khá là chặt. Ở những bước đầu thì chỉ nó còn mỏng thì còn dễ gỡ, chứ bây giờ thì chỉ nó đã chặt rồi nè. Wow, cọng chỉ nó to nha. Nếu mà xét trên những cái sợi chỉ trên quần jean của mình thì có lẽ là nó to bằng những cái sợi chỉ trên quần jean luôn á. Cái việc này là cái dây khá là chắc. Đây, yeah, nó vẫn có một cái lớp lót nó dính ở đây bên trong, nó khô rang à. Hoàn toàn là mình ngâm nước xong rồi cái lớp lót này nó chỉ thấm bên ngoài nhẹ thôi, còn bên trong này nó khô rang, nó không vấn đề gì cả. Da mình tách ra thì đúng nghĩa nó rất là mềm luôn á, da đúng là da thiệt, nó mềm, mình cuộn tròn thoải mái luôn. Gỡ ra thì vẫn thẳng băng lại trở lại từ đầu. Và chỉ này thì như lúc nãy mình có nói thì nó may khá là chắc và được nó may theo cái kỹ thuật là may chỉ yên ngựa, là hai cái kim họ đang xen với nhau cứng nhờ. Rồi, bên trong này thì để xem là cái công nghệ mà họ nói là full stretch như thế nào. Thì đúng nghĩa là cũng là hai lớp da luôn, gặp lại luôn. Ở đây mình thấy rõ luôn, cái độ dày nó không thay đổi.
Nếu mà thay đổi thì giỏi lắm thì họ chỉ lặn mỏng cái phần ngoài thôi, còn bên trong này tự nhiên là còn nguyên dạng. Phần này nó rất là dày, cái phần mà bản mà để chúng ta gắn những cái phần mà chốt dây cực kỳ dày luôn, nó sẽ giúp bộ dây chúng ta nó sẽ bền bỉ hơn nè, nó sẽ gọi là chịu tải tốt hơn. Rồi bên trong bộ dây này nó sẽ cũng khá là đơn giản thôi, nhưng mà ăn thua là cái vật liệu được trang bị trong bộ dây này được làm khá là tốt. Điển hình là mình phanh phui ra rồi đó, mình mở ra cũng như là mình có một cái video để mình phân tích thử là dây Masamo thì nó sẽ làm từ vật liệu gì. Thì các bạn cũng thấy rồi đó, khá là xịn đúng không? Rồi, ok, và đây là một video để mình cắt banh ra luôn bộ dây Masamo để các bạn thấy rõ được bên trong bộ dây này nó sẽ có gì. Và nếu mà có phần nào mà chưa ý lắm thì các bạn có thể comment để lại bình luận phía dưới nhé. Và nếu các bạn muốn mình bọc bạch nhiều hơn cũng như là tò mò tới máy để xem là bên trong những bộ dây da khác hay là những thương hiệu khác có gì hay, thì nếu mà được thì mình sẽ thực hiện riêng một video khác nữa để thỏa mãn được cái yếu tố tò mò các bạn. Rồi, ok, nếu bạn cảm thấy nội dung video hay và hữu ích thì đừng quên bấm một nút like, share cho bè, nút chuông và nút đăng ký để luôn luôn cập nhật những video mới nhé. Rồi bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video review tiếp theo.